bữa nay mình sẽ quay qua mấy cái người mà ăn tiền cao nhất dưới ga cho mọi người biết nha mọi người. Đây là tài cái, mọi người tài cái, chào mọi người cái tài cái. À hello. Ở đây là kỹ thuật mực của mọi người. Chào mọi người cái kỹ thuật mực. Ở đây là kỹ thuật cào mọi người. Chào mọi người cái anh. Chào mọi người. Cần chết rồi. Cần chết rồi mọi người. Hai ngày hai đêm mọi người. Đây là lành mọi người. Chào mọi người cái lành. Đây tài cái với kỹ thuật mực. Với anh lạnh mọi người, sắp mực này xong nữa bên em mình ăn lắc xê nha mọi người. Giờ ghẹ với mực mực lạnh mọi người, mực cốc với mực ngang mọi người, với ghẹ lông nha. Nãy giờ đang nó mặn rồi mọi người, bây giờ đang nó bỏ cá vô lắc xê mọi người, bỏ cá vô lắc xê nha. Ghẹ với mực thì mình mặn xong rồi bỏ cá vô rồi mình đổ miếng nước ngọt nha mọi người, mình lắc cho nó lạnh nha, đổ nước ngọt đi, đổ hết luôn đi, đổ luôn đi, nhiều nhiều nước cho nó mau lạnh. Đây là cái chén muối ốc chanh mọi người, đang nó đâm xong mọi người, đâm muối mực ngọt đường mọi người, muối chanh nha. Cái này đúng ra là mình xiên mình bầm xả bỏ vô đó mọi người, nhưng mà làm biến rồi mọi người, không có lấy xả bầm nha. Giờ anh em sắp bật xong mọi người, chọc bọc rồi lại xong xuôi rồi bây giờ anh em ra lắc xe nha mọi người. Giờ anh em mình ăn lắc xe nha mọi người, xong chuyện hết rồi mọi người, bây giờ làm mực mọi người đi. Con chụp chép mọi người, chụp chép là sò đẹp đó mọi người, cũng lắc xe luôn mọi người. Cái mực mực đen là mình lắc xe nha mọi người, rất là giòn luôn nha, rất là giòn, rất là ngọt luôn mọi người, mực mà sống luôn mọi người, đen mặn mọi người. Nãy không ai lấy gạo nha mọi người. Mọi người ăn với mình còn mực cốc lạnh nha. Đen luôn. Tại không có hồng bé mọi người. Anh em chắc cạo mập rồi mọi người, không có nhậu luôn. Đây là thọ kỹ thuật cạo mọi người, rồi kỹ thuật cạo rồi kỹ thuật múa cá rồi làm thư ký luôn nha mọi người. Thấy không? Cái nước chấm này đang làm ngon quá trời luôn mọi người. Cua cua cái cây ngọt ngọt mặn mọi người. Đây là đứt ở Nghệ An mọi người. Tại không lấy chúng ta đẩy nó có quả đậu mọi người. Quả đậu kiểu muốn vừa mọi người. Hãy làm nửa xong mọi người, nửa xong giờ. Quá hết rồi mọi người, còn mấy miếng mọi người, đảm ăn bác xe. Sao gần miếng mời mọi người ơi. Rồi hết lỏng rồi, làm lại đây. Mày, đau không? Cảm giác ăn lắc xê sao? Nó có vị sao? Mát mát giòn giòn hả? Ngon không? Đã. Giờ mình dọn cơm ăn mọi người ơi. Giờ ăn lắc xê xong rồi dọn cơm nha, cơm cho mọi người.